chào các bạn nè mấy đứa. Chào bạn. Rồi, hôm nay cuối tuần mình sẽ dẫn mấy em này đi lên trên công viên Văn Miếu để mà quay phim. Nhưng ơi, khu Văn Miếu đâu có gì đâu mà chơi, anh đi quay chỗ khác đi. Em biết công viên này vui lắm nè, tên Doraemon. Công viên nó xa lắm, anh đi taxi đi cho nhanh. À, mấy đứa bay đi taxi đi, còn tao đi chiếc Marlin. Nghe có diễn chút nẹt nhiều nhiều vô nha. Nẹt để làm gì? Nẹt nhiều là trái trâu đó. Chị người gặp gái, nó nẹt để cho nó mời. Không biết trái con mời không, nhưng mà bị dân chúng chửi rồi đó. Đúng rồi đó, cha mẹ em mà gặp ai nẹt bô là chữ rồi đó. Cả team của bọn mình đều lên xe taxi nha các bạn. Đây. Đó. Thật sự là lần đầu tiên ở đây mà biết tới công viên Doraemon luôn đó. Ý da. Tới trước chỗ hồ bơi nè các bạn, khu vui chơi luôn à. Đây nè, có hồ bơi phía sau, hồ bơi 25k, nhà banh 20k, chơi thả gà. Thế giới nhà banh nha các bạn. Ở trong này có cái gì mà vui? Nhúng mạnh lên, cao lên đây. Càng ngày càng cao lên chứ sao mà càng ngày càng hạ thấp xuống vậy? Thôi ai chơi vậy, chơi tôi chơi ném bóng. Các bạn buồn chán à. Con chuột anh tuổi gì với em? Chuột mày bự bằng chuột tao không? Anh thằng ơi, Batman này lực này các bạn. Lực bằng em không? Run. Chuột bự luôn cả anh. Khá sập này các bạn. Đây. Đang bơm. Có chó nữa kìa anh Vinh. Dạ em chào đại ca. Đại ca cho em bơi nha đại ca. Chợt xuống đây. Ở trong công viên này thì có mấy trò, trong đó là có cái hồ bơi như thế này đây, bạn thấy. Bây giờ bọn mình sẽ tổ chức trò chơi đi. Ở đây có MC nè, giờ mình leo lên đây ngồi mình thi bơi đi. Mình bắt đầu bơi từ bên đó, bơi qua bờ đây nha các bạn. Bơi ngọn cái gì mới gọi là đẳng cấp nè. Cuộc thi sẽ chia làm 2 đợt. Mỗi đợt là gồm có 4 thí sinh. Như đợt đầu tiên này là bạn Tâm da đen, anh Phúc da đen, bạn Ngọc và bạn Vũ Thanh. Xuất phát từ điểm này cho tới cái cột chuột đằng kia là điểm kết thúc. Bơi cái tư thế này khó lắm nghe các bạn, chứ không phải dễ đâu. Ngồi nãy giờ muốn gãy đứt luôn rồi. 1, 2, 3, bắt đầu. Không rồi, để coi thí sinh nào sẽ tiến về trước. Wow, anh Tâm da đen thật sự quá lợi hại rồi. Tâm da đen đã bắt đầu có triệu chứng mệt mỏi, kiệt sức. Tiếp theo là anh Phúc da đen. Phúc da đen, Phúc da đen đây. Trời ơi. Anh Tâm về thứ nhất, còn anh Phúc da đen về thứ hai các bạn. Trời ơi, hai thí sinh này đang giả ngoại hay gì vậy? Cảnh này bơi mệt lắm, nhìn nó nặng dữ lắm, lọt đít luôn á. Tới lượt của đại ca ngáo chỗ tài nha các bạn. Một khi mình ra tay là mọi chuyện cũng các bạn cũng đã biết rồi đó. Mình sẽ thua. Mày mọc quá trời luôn sao mà bơi nổi. Cuộc thi thứ hai. 1, 2. Bơi. Gắng lên. Thanh niên kia bơi ngược mà nó nhanh kìa. Nhanh lên. Nhanh lên. Tiểu Cường đang mắc kẹt. Gắng lên đừng có bỏ cuộc. Thành Ngáo đang vượt qua Tiểu Cường. Cố lên. Bạn Hùng đang về nhất. Tâm da đen và Hùng Cầm là hai thí sinh đã giành được quán quân trong hai đợt thi được rồi. Và bây giờ hai bạn này sẽ quyết định tìm ra người chiến thắng bơi nhanh nhất nha các bạn. Tâm da đen, mày không phải là đối thủ của tao đâu. 1, 2, 3, 4, 5. Vâng, và bạn Tâm của mình đang dẫn đầu. Anh ta đang sử dụng được chiêu chó cào mặt nước. Riêng về bạn Hùng Cầm thì bạn ấy đang sử dụng được chiêu dịch con giả ngoại. Tâm ơi, ghé lên. Ghé lên Tâm ơi. Vâng, và anh Tâm đã cách xa đối thủ Hùng của mình một khoảng rất là dài. Sắp tới đích rồi Tâm ơi, sắp tới đích rồi.
Coi các bạn nào lặn xa hơn nha các bạn. Tốt quá Tiểu Cường ơi. Rồi Ngáo thua rồi, gán lên Tiểu Cường ơi. Một hơi một tới đích luôn Tiểu Cường ơi. Quá đẳng cấp rồi. Hay sao hả Hành Ngáo? Hiện tại bạn thấy là trên tay mình đang có một cái bóng khổng lồ. Đó, bây giờ mình sẽ tổ chức cho mấy em đây chia đội ra ném bóng nha các bạn. Có ai đâu giới thiệu? Vũ Hinh nè, Gia Điên nè, với bạn Ngọc với mình. Bốn thành viên còn lại là nằm bên team của bạn A Đại nha các bạn. Giới thiệu nào. Bạn có Tiểu Cường, Tâm Gia Điên với bạn Hùng nha các bạn. Đội bên kia chỉ là túi tép thôi. Quy tắc trò chơi này ra sao nói đi. Đầu tiên là đội trưởng của hai đội sẽ quấn tù tị với nhau trước, coi cái đội nào ném bóng trước. Tiếp theo nếu mà chúng ta lấy cái quả bóng này mà ném trúng vào bạn nào đó thì người đó sẽ thua nha các bạn. Ví dụ như bây giờ mình sẽ ném bạn Đại đây. Rồi. Cái bạn này bự chứ nó hơi không mà các bạn. Nó không có đào đò gì hết á. Đầu thử coi cho bạn này nó có đau không các bạn. Làm việc là phải an toàn mới được. Có đau không anh Vinh? Nói chung là nó hơi không mà các bạn. Rớt xuống là nó tưng ra ngoài à. Hai đội cửa đại trưởng là vẫn tụi tùy đây. Có đeo dây chuyền cho nên tụi tao bầu mày làm đội trưởng. Đại, trong đây bụng mày bự nhất, tụi tao bầu cho mày làm đội trưởng. Hệ dạ, anh nhìn cái bụng của cưng mà anh tưởng trái banh không đó hả? Quảng đồ tề đây. Yeah, đợi em lấy banh trước nha. Cái thằng dây đen vô dụng lúc nào mày cũng mua hết vậy. Hãy đỡ cú ném quỷ diệt của tao. Ủa sao cái banh nó nặng dữ ta? Kim ném gì hết trơn là chết rồi các bạn ơi. Ngọc, mày cứ yên nghỉ, để tao trả thù giùm cho mày. Tao còn ở đây nè, tao chưa có chết, yên nghỉ cái gì. Chết đi đây. À, thằng gà ném một rồi. Tới được mày đó không? Nhóm nào giờ tay ta. Nhà đèn đi. Nhà đèn. Có che bóng ném cũng không nổi, đồ bê đê. Xử lý thằng Hùng Còn trước đi, nhà đèn. Game over. Yeah, chết mà chưa con. Nguy rồi, thằng Hùng Cờ mất mạng rồi. Kể ở đây nó có cũng như không à. Ngáo, Hùng ăn ghế tay rồi mày đến đây là chấm dứt. Ngáo, mày đừng có buồn, để tao tiêu diệt thằng Cường trả thù cho mày. Để tao coi mày ném trúng không à, sao mày làm ghê vậy. Tiểu Cường, mày đừng có khinh địch. Headshot. Thấy chưa, tao đâu bảo mày đừng có khinh địch mà. Gớm, kêu mày ném địch thủ mày đi ném ban giám khảo. Công nhận bồ mày cũng thông minh tới đại. Còn mình mày thôi, mày xuống chào Diêm Vương đi. Thôi chết rồi, tình hình không ổn các bạn ơi. Anh em, tao sẽ đi theo bọn mày. Yeah, anh em mới chung cái pha mình à, chứ chưa đụng vô cái người mình các bạn ơi. Giờ tới lượt mình nha. Sao mập này ném ghê như vậy? Yeah. Oh, no. Vừa gọi là cơ hội cuối cùng của mày. Và bây giờ tao sẽ tiêu diệt mày Vũ Hành. Rồi xong, team của bọn mình thua luôn rồi các bạn. Rồi video của mình đến đây là kết thúc được thời gian. Nếu các bạn thấy video chung, này đúng rồi, nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho một like. Và mỗi khi mà mình ra video mới á, thì giờ chức năng comment nó bị tắt rồi. Tuy nhiên trong mỗi video đều có bên tab cộng đồng đó các bạn. Ở trong tab đó thì các bạn đều có thể được phép comment. Các bạn hãy nếu mà có ý kiến hay là những cái trò chơi gì mới mới đó, thử thách sáng tạo được, các bạn cứ việc comment để phía bên dưới đó. Team bọn mình thấy hay và văn minh thì bọn mình sẽ làm theo nhé các bạn. Dạ. Rồi